Cái tên Saul có nghĩa là người vĩ đại. Còn cái tên Phaolô lại có nghĩa là người nhỏ bé. Và trong khi thực hiện tập phim Phaolô vì tông đồ của Đức Kitô, thì tôi lại nghiệm ra được rằng qua việc thay đổi một ký tổ nhỏ thôi, chúng ta có thể trở nên vĩ đại trong mắt của Thiên Chúa. Nhưng việc đó đòi hỏi chúng ta phải trở nên nhỏ bé nếu chúng ta mong ước có thể trở nên vĩ đại. Đó là cái hành trình mà các thánh đã đi, và đó là cũng là con đường của sự thánh thiện, và cũng là hành trình từ Saul trở thành thánh Phaolô. Những lời mời gọi chợt đến ngay những lúc mà chúng ta ít mong đợi nhất. Và tôi nhớ một kỷ niệm sâu sắc tại quê nhà của mình, khi mà tôi ở trong một rạp chiếu phim vào cái thở tôi vừa tròn 19 tuổi tại Mount Vernon, Washington. Khi tập phim vừa hết và tôi bước ra khỏi đó trong đêm tối của tâm hồn mình, và bên cạnh tôi chỉ là quả bóng gỗ, tôi ngồi đó và tôi có cảm giác ngay trong tim của mình rằng bộ phim đã khiến tôi trở nên được mời gọi để trở thành một diễn viên. Điều này là điều mà Chúa dẫn dắt tôi, và tôi nghĩ rằng Ngài muốn tôi. Vâng, lý trí tôi lúc đó hiểu rằng mình chẳng biết gì về diễn xuất, không có người quản lý, không có người sắp xếp lịch làm việc cho tôi. Và tôi có một lý do để thuyết phục, và tôi có một ơn gọi. Vào giữa mùa xuân năm 2000, tôi được mời thử vai Edmund Dantès trong phim Bá Tước Monte Cristo. Đó là một khoảng thời gian rất là căng thẳng cho tôi, và đó là lần đầu tiên mà tôi gánh vác một cái bộ phim của chính mình. Và lúc đấy tôi đã ở một cái nơi mà trước đây tôi chưa hề đạt được. Nhưng tôi không có sự bình an. Mọi thứ trong phim như một trận chiến vậy. Cái nhân vật Edmond Dantès của tôi là một nhân vật bị bỏ tù oan. Nhân vật ấy trong sách cũng như trong phim đều khắc lên trên tường một dòng chữ có nội dung Thiên Chúa sẽ trả lại công bằng cho tôi. Và mọi thứ khốn nạn được bày ra để chống lại nhân vật ấy. Nhân vật cô độc ấy được giải phóng chính mình và chiến thắng ác thần, ngay cả sự dữ đang ngự trị trong chính anh. Có một cảnh quay vô cùng tuyệt vời giữa Edmund và bạn tù của anh là một linh mục được Richard Harris thủ vai. Và khi ấy, vị linh mục đang trong cơn hấp hối trên sàn nhà, trong lúc tự thương hại chính mình và xóa cái thời khắc thất vọng tận cùng trong cơn hấp hối, vị linh mục đang ngước nhìn Edmund và nói với anh rằng bài học cuối cùng cho anh đó là đừng phạm tội. Và giờ đây, anh hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã nói Ngài sẽ bảo thủ cho chúng ta. Nhưng có khi tôi lại khinh thường Ngài và nói rằng tôi cóc tin vào Ngài. Vị linh mục đáp, và những điều đó chẳng là gì, Edmund ạ. Thiên Chúa tin anh, và Ngài yêu từng người trong chúng ta một cách cá vị, và Ngài ở đó chờ chúng ta ngay cả trong những lúc đen tối nhất của sự tuyệt vọng. Và sau khi bấm máy phim Monte Cristo, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại bất thường từ Mel Gibson. Không phải người quản lý gọi, cũng không phải là người giám đốc công việc gọi cho tôi, nhưng là Mel Gibson. Và tôi nhận thận trọng trong điều này và không biết mình phải làm gì. Rồi Gibson muốn tôi thủ vai Chúa Giêsu Kitô. Ông ta muốn một người có vẻ ngoài khá giống với Chúa Giêsu Kitô, người đang ở độ tuổi 33, để thủ vai Chúa Giêsu Kitô là một bắt chước lại y như Ngài, và không, và tôi không nghĩ điều đó thật sự là như vậy. Nhưng đóng vai Chúa Giêsu là chính cuộc đời bạn trở nên bản sao, và nó chỉ là một cơ hội cho ai đó trong các bạn có thể đang cực lòng ngay chính lúc này trong sự hoang mang bấp bênh của một tương lai đầy đau thương. Đó không phải là lúc để chúng ta quay trở lại về nhún nhường khó khăn. Khi tôi ở trên thánh giá, tôi học được rằng trong chính sự đau thương của Đức Kitô chính là ơn cứu độ cho chúng ta. Tôi nhớ rằng tôi tớ thì không cao chẳng hơn chủ nhà.
từng người trong chúng ta phải bị treo lên thập giá, và đó là cái giá cho niềm tin của chúng ta và cho sự tự do của chúng ta theo đúng nghĩa đen của nó. Scourge, mắc nợ, bị viết, bị đóng đinh, bị xét đánh. Nhưng tôi trải qua một cuộc mổ tim và điều xảy ra sau hơn 5 tháng rưỡi, thân nhiệt bị giảm. Thì một ngày nọ khi đang quay, tay tôi bị kẹt dưới một cái xà nặng, và ai đó đã kéo mạnh cái xà đó ra khỏi người tôi. Cơ bắp tôi bị tổn thương nặng và vai tôi thì đã rời. Tôi ngã xuống đất và đập đầu vào cát. Cảnh quay đó giờ đây vẫn còn trong phim, và sau đó một phần của phim về kinh nghiệm mà Chúa Giêsu trải qua mới với một bên vai rụng rời. Và tôi giờ đây hiểu cái cảm giác mà mỗi ngày tôi phải cúi xuống vác những cái điều như sự hối lỗi, nó sẽ toạc vai tôi, nghiền nát từng hớp thịt của tôi. Và với mỗi giờ trôi qua, cơn đau một đêm kinh khủng. Cảnh quay đó được thực hiện trong phim trường, và các bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được cảnh ấy. Và sự đau đớn đã làm nên vai diễn của tôi. Chỉ vì cơn đau ấy làm nên cuộc sống của chính chúng ta. Vài người trong chúng ta hiện nay, và các bạn biết, họ đang ôm khư khư cái danh Kitô hữu giả hiệu. Và tại những nơi vui tươi, hay tôi gọi đó là một Đức Giêsu hạnh phúc và vinh quang, các bạn thân mến, đã có cả tấn bi kịch đau thương trước khi Chúa Giêsu phục sinh. Con đường đi sẽ chẳng khác là mấy đâu các bạn ạ. Bạn sẽ phải ôm lấy thập giá của mình và bước đi đến đích của mình. Tôi mong ước các bạn sẽ bước ra và tiến vào trong thế giới của những người chưa nhận biết Chúa. Tôi muốn các bạn có sự can đảm để bước vào trong thế giới thiếu vắng Thiên Chúa này và không e ngại bày tỏ đức tin của các bạn nơi công cộng. Thế giới cần những chiến binh hùng mạnh đã được tăng sức nhờ đức tin. Những chiến binh như Thánh Phaolô và Thánh Luca là những đấng đã liều đánh mất thanh danh sự nghiệp của để giữ vững đức tin và tình yêu của mình dành cho Đức Giêsu trong thế giới. Thiên Chúa đang mời gọi mỗi người trong chúng ta tra tay và thực hiện những điều vĩ đại, nhưng thường chúng ta lại thất bại trong cách đáp trả lời mời gọi ấy và từ chối nó như những người với đôi mắt mù lòa. Đây là lúc cho thế hệ của chúng ta đón nhận lời mời gọi ấy, lời mời gọi mà Thiên Chúa tha thiết mọi người trong chúng ta đặt hoàn toàn bản thân mình trong tay của Ngài, để nhận thấy cánh tay êm dịu đang dẫn dắt hành trình của chúng ta. Nhưng điều cần làm đầu tiên phải là lòng dấn thân để bắt đầu cầu nguyện, ăn chay và suy niệm với Kinh Thánh, và dĩ nhiên lãnh nhận các bí tích một cách sốt sắng. Chúng ta đang trong một nền văn hóa đi xuống, và khi con người trong một hoàn cảnh nguy hiểm và sự cam lòng gục ngã để trao cả cái thế giới này vào tay sự giữ, và điều ấy vẫn đang xảy ra trong chính tâm hồn của chúng ta, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta lớn tiếng. Ngài mời gọi mỗi người trong chúng ta trao chính mình cho Ngài, và bao lần chúng ta chối từ Ngài, chối từ lời mời gọi ngọt ngào của Ngài, vị Thánh vĩ đại ở Auschwitz, Thánh Maximilian Kolbe đã nói rằng vô cảm là tội lớn nhất của thế kỷ 20. Anh chị em thân mến của tôi, vô cảm cũng là tội lớn nhất của thế kỷ 21 chúng ta. Chúng ta phải xóa bỏ sự vô cảm ấy, vì nó là thứ phá hủy toàn diện sự kiên nhẫn của ác thù. Với đức tin của chúng ta trong sự khôn ngoan của Đức Kitô chỉ có thể cứu chúng ta, nhưng điều ấy đòi buộc chúng ta trở nên những chiến binh sẵn sàng từ bỏ danh tiếng của mình, danh dự và thậm chí cuộc sống của mình để đứng lên cho sự thật. Và hãy giữ mình tránh xa khỏi một thế hệ tham nhũng và sống nên thánh.
Các bạn được tạo dựng nên để nên thánh. Bạn được sinh ra và để đứng lên cho sự thật. Chúng ta có một kho tàng của sự tự do ngay lúc này. Tất cả lựa chọn của chúng ta hay sự bình đẳng chẳng là vấn đề gì cả. Những kết quả mà các bạn chân thành nghĩ đến, điều này là một sự tự do đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã nói rằng dân chủ không thể tồn tại nếu thiếu vắng sự sẻ chia của lòng nhiệt thành hướng đến một sự thật luân lý vững chắc về con người trong cộng đoàn nhân loại. Và vấn đề căn cốt ở chỗ một xã hội dân chủ chính là làm thế nào chúng ta sống cùng nhau. Việc tìm ra một đáp án cho vấn đề này thì có thể xã hội loại trừ khía cạnh chân lý luân lý và luân lý của lý trí. Mỗi thế hệ của người Mỹ cần biết rằng tự do không tồn tại ở cái thể mà bạn muốn làm gì cũng được, nhưng tự do là có quyền và trách nhiệm cho hành động của bạn. Đó là thứ tự do mà tôi muốn các bạn có, một sự tự do thoát khỏi tội lỗi và sự yếu kém của con người mình, tự do khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi và nó đã gây ra cho chúng ta. Cái tự do ấy mới đáng hy sinh mạng sống để có được. Điều này gợi cho tôi nhớ đến điều mà Mel Gibson đã nói lần đầu tiên tại lễ trao giải cuộc thi phim của ông Bret Hart, khi ông nói trước những người nghèo, quân đội. Và tôi cũng nói với các bạn vào đêm nay rằng tôi đang thấy trước mặt tôi một đoàn quân hùng mạnh của đất nước này trong một sự thách thức của sự bất công. Các bạn đến đây để chiến đấu. Bạn là người tự do. Điều bạn làm với sự tự do sẽ chiến thắng ai đó nói rằng không thể nào cho chúng ta chạy khỏi cuộc sống. Vâng, chiến đấu và các bạn đang chết trên đường trốn chạy, và ít ra bạn sẽ chết vào lúc nào đó trên giường ngủ trong nhiều năm nữa. Từ bây giờ, bạn đã sẵn sàng đánh đổi những năm tháng sống này chỉ bằng một cơ hội duy nhất. Để từ đây, các bạn nói thẳng vào mặt kẻ thù rằng ngươi chỉ có thể đoạt mạng của ta, nhưng ngươi sẽ chẳng bao giờ được sự tự do của ta đâu. Nhiều người đã chết, nhưng không phải tất cả mọi người đều sống thực sự đâu. Bạn, bạn và bạn nữa, tất cả chúng ta cần phải chiến đấu cho sự tự do đích thực và sống trong những người anh em của ta nhờ vào Chúa. Chúng ta cần sống cùng và sống với Chúa Thánh Thần như khiên chiến của bạn và Đức Kitô như thanh gươm của bạn, rồi bạn có thể nhập đoàn cùng Tổng lãnh Thiên Thần Michael và tất cả Thiên Thần để tống khứ Lucifer và tay sai của hắn về lại hỏa ngục, nơi mà bọn chúng thuộc về. Cái tên Saul có nghĩa là người vĩ đại, còn cái tên Phaolô lại có nghĩa là người nhỏ bé. Vì thế, chúng ta ao ước trở nên vĩ đại trước mặt Thiên Chúa, thì điều mà chúng ta cần làm đó là trở nên nhỏ bé. Và hai điều chúng ta cần đó là Thiên Chúa yêu bạn và gìn giữ bạn, dẫn đưa bạn và tất cả mọi người trong suốt cuộc đời. Tôi cảm thấy các bạn ở đây, tôi không thể đợi để thấy các bạn trên nước trời đâu. Vâng, tôi yêu các bạn. Xin cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho các bạn.